Dạ em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em. Chào mừng anh em, chào mừng cô chú đến với kênh Tìm Sắt Đức Thắng nha cô chú. Em có nghe nói là gần trên chỗ cô chú sắp vô vụ cắt lúa nên muỗi nhiều lắm. Nên em bữa nay có bán mấy cái máy đã qua sử dụng ở Việt Nam mình nè. Cô chú nhớ lưu ý đã qua sử dụng ở Việt Nam cô chú. Cái máy của em bán hôm nay là nó có thêm cái ưu điểm là vừa bơm nước ruộng được, vừa chắc nước ruộng được, vừa kéo nén xịt thuốc được, chạy ga chạy vỏ được, và đặc biệt thêm một chức năng nữa là tiêu diệt muỗi được. Vì máy của em nó có thêm cái làn khói, nó là đại kỵ của mấy con muỗi cô chú. Đây bây giờ chi tiết cái này video này em lên cho cô chú là hai cái máy đã qua sử dụng ở Việt Nam. Cái này em cũng xin chia sẻ thật tình với cô chú là vì bây giờ bán có cái thì bằng vốn, có cái lỗ vốn luôn. Đặng em bán thu ra, nói chung em bán ra em rút vốn em làm chuyện khác cho cô chú, mình nhập máy khác. Nhưng mà song song đó chứ không phải là riêng về thì em cũng không biết chia sẻ làm sao nhé. Cũng có nhiều cô chú kêu em lên những bán những cái máy này nè, để cho mục đích của cô chú là để đồng bơm nước xa nhà cô chú bớt lâu à. Thì những cái dòng máy mà mắc tiền quá cô chú để đồng xa cái cô chú sợ nó bay hơi á. Thì để đáp ứng có nhu cầu của cô chú thì em cũng lấy con mới máy này nè. Nhưng mà bên em thiếu thợ, cô chú hôm gài nếu mà cô chú nào có theo dõi bên kênh em mà cô chú biết nha. Ở đây giờ chỉ còn ban ngày thì còn thừa, ban đêm thì nhờ có con gum nó hỗ trợ cô chú. Là chỉ có hai người thợ chính thôi. Còn như em như nhịn chuyển rồi đó thì mấy cậu cháu em thì biết như xả dầu bọt nè, gỡ lớp B thì mấy cái đó thì tụi em làm được. Còn vô chân sâu thì tụi em không biết. Nên bữa nay là em đăng em bán cho mấy cô chú, nếu mà cô chú nào có tay nghề ha, nếu về mấy cô chú có bộ phận nào đó cần thay thế mà cô chú mua ngoài thị trường, thứ nhất là nó giá nó cao, hoặc là mình có miếng ruộng mình để xa nhà, mình mua những cái máy mà nó rẻ tiền để bơm nước mà cho mình ngủ ngon, thì đây là cũng là một cái lựa chọn cho cô chú đáng suy nghĩ nha. Mặt trước của nó thì tụi em mới mở ra kiểm tra nhớt nên là bình thường nó đã xấu rồi thêm nhớt nó dính hơn nha cô chú. Mà em chay chát hồi em nghi chắc về em dính nhớt tùm lum hết trơn. Cái này mà về lén lén nịnh con vợ một cái mặt con vợ như con mèo luôn đó. Bô e bô lửa thì em thấy còn nguyên nè. Còn trên nút kết nước thì chắc lúc trước em nghĩ có một số dùng cô chú khoét một lỗ ở đây nè. Em hôm trước em cũng có nhớ một chỗ của chú nào đó, ông có gửi cho em cái kết nước là dùng chảnh nó khoét này, đổ ở đây và viết cái lỗ này lại, hoặc là làm lỗ này cao lên đổ cho nhỉ. Có một số cô chú kinh nghiệm là nói đổ nước trên đây nhiều nó sẽ mát máy hơn, thì cái đó thì em không biết là mình làm cái đó là đúng hay sai thì em không biết nha. Nhưng mà Nhật người ta thiết kế là mực nước nó nằm ở dưới đây nè cô chú, còn trên đây là cái chỗ nó tản nhiệt của nó nè. Thì em không biết là người nào đúng hay sai, nhưng mà người Việt Nam mình thì em biết rất là thông minh. Và còn vô vấn đề đó thì em không biết, chỉ có cô chú nào mà làm trong nghề ha thì thấy cái nào đúng cái này nhờ cô chú cho ý kiến nha. Đây cái này là tới 90, có số sẽ ghi là 19570. 19570, cái này bê tông nó là 85 ly cô chú. Nếu cô chú bơm nước thì cô chú xài đầu bò 263 tấc là nó vừa đó. Cái này em sẽ tặng cô chú mình một cọng dây gió nha. Dây này nó số 39 nè. Đó, bô e bô lửa em thấy còn hết. Rồi bây giờ Dân Út nhờ hai đứa con test hàng cho cô chú mình đây. Dũng sĩ giật mũi của mình đây. Thằng Gum nó ngồi nó cười quá. Có nhầm cái nó giật mũi được, có nhầm cái không. Như cái này là mũi không sợ rồi, cái này mũi không sợ cơ chú mình. Thank you.
cô chú. Anh thấy nữa, anh thấy chạy nó còn được lắm nè. Con này không giật mũi rồi cô chú ơi. Con này nó chỉ hù mũi thôi chứ con này không có giật mũi rồi. Và ngoại hình thì em xin quay lại một lần nữa cho cô chú nhìn ha. Trước tiên cái máy này cô chú nhớ lưu ý giùm em, nó đã qua sử dụng ở Việt Nam mình rồi, nên máy này là em bên em không có bao gì bên trong cô chú. Bị bên em chỉ làm cho nó nổ thôi, làm cho nó chạy rồi em bán cho cô chú à. Còn can thiệp sâu bên trong bên em cũng không có can thiệp luôn, vì cũng không có thợ đâu mà can thiệp. Ban ngày nguyên cái tiệm gì chỉ có anh Hình Thừa à. Cái tối tụi em mới xuống quay thôi. Thì cho cậu mượn cái khăn đây luôn. Là nên cái này em bán rẻ cho cô chú. Thứ nhất là cô chú nào có tay nghề. Với thứ hai là những cái máy này là cô chú nếu ở nhà cô chú có cái máy giống như gì, nó bị hư bộ phận này bộ phận kia, hoặc là nó bay hơi bộ phận này bộ phận kia, thì chú mua, cô chú mua nguyên con gì nó rẻ hơn. Chứ cái thứ hai nó tệ thì tệ, nhưng mà nó vẫn là chạy gió anh cô chú. Nếu mà cô chú để xa nhà cô chú chắc nước á, thứ nhất là cô chú ăn ngủ nó sẽ ngon giấc hơn so với những cái máy mình mua mười mấy 20 triệu ấy ăn. Còn cái thứ ba nữa là dù sao nó cũng là cái thương hiệu, nó cũng là thương hiệu Nhật nha cô chú, chứ không phải máy đê. Máy đê mà nó cũ nó còn dập chữ nữa. Rồi ngoại hình thì máy này là nó thiếu cái tum nha cô chú, nó thiếu cái bu ly. Còn dây gió thì bên em sẽ tặng cho cô chú nè. Còn máy này nó có số series em quay lại cho cô chú nhìn lần nữa nha. 19570, dân mã đó 90. Còn nếu cô chú nào bơm nước thì nó là cái đầu bò bên em bán là 2 tấc 6 3 tấc, là nó vừa với nó cô chú. Rồi cái này em bán cho cô chú là 4.3 em bao ship ha. Còn cô chú mua tại chỗ thì em tính cô chú là 3.8, em trừ lại 500. 4.3 là em bao phí ship toàn quốc cô chú, từ Nam ra Bắc cùng một giá, một là 500.000. Rồi là con đầu tiên của video này. Con thứ hai là con này mấy mươi vô con trai? 75. Anh ở 75 hả? Anh ở 75 là cái này bê tông là 80 ly cô chú. Con này là gió đạn, bê tông 80 ly. Ngoại hình thì nói gì đây? Thùng dầu cũng bị hàng rồi cô chú. Thùng dầu bị hàng rồi nè. Cái này đỡ cái mình sau này mình khỏi hàng. Là vì lý do người ta hàng nó dày hơn cái da thùng của nó nè. Này nó gió đạn. Kết nước thì em nhìn thấy nó cũng khá đẹp cô chú. Nhưng mà nó bị chạy vô này nè. Chạy nhưng mà nó không rịnh, không xì. Kết nước nó còn gì nè, còn đen. Còn cái này em không biết cái dùng miền nào em không biết, nhưng mà người ta chế cái nút này nè. Rồi người ta làm cái nước ra dưới. Cái boe thì em thấy người ta cũng hàng tan nát cả chân cô chú. Đó, người Việt Nam mình tận dụng được cái nào mình tận dụng. Cái này NS75. Cái này bê tông nó là 80 ly. Cô chú bơm nước ruộng thì cô chú xài đầu bò 24 28 là vừa với ảnh á. Máy này nó cũng thiếu cái tâm bu ly cô chú, thiếu tâm bu ly. Thiếu bu lửa luôn. Đó ngoại hình nó thì vô đây. Thiếu con ốc mà dặn bét nè. Cái này thì bên em sẽ tặng cô chú ha. Bị những cái con ốc này thì nó đơn giản nó thiếu gì, nhưng mà nếu mà không có con này chạy nó dư dầu, nhất là cô chú nào mà nuôi tôm công nghiệp hay là nuôi cái gì mà quan trọng chạy bơm nước nó nhiễu dầu xuống cái vùng mình là nó ảnh hưởng tới cái năng sức của mình nuôi lắm ha. Này bên em sẽ cố gắng em kiếm cỡ nào cũng gắn lại cho cô chú mình cái con ốc này, để cho nó truyền về bình dầu chứ nó không có cho nhiễu xuống đất nha cô chú. Rồi nhờ con trai test hàng cho cô chú mình đây. Chỗ này nó hơi bị xét cái bát ngoài nha cô chú. Này hơi xét cái bát nè.
chơi. Rồi em xin quay lại một lần nữa rồi em báo giá cô chú mình nha. Trước tiên cái máy này là Văn Ma NS75, còn bê tông nó là 80 ly cô chú, bê tông 80 ly, công suất của nó là 8 ngựa, 7 người rưỡi 8 ngựa cô chú, nó xài chung với đó 80. Cái này là gió đạn. Còn ngoại hình thì cái máy nói chung là cái máy xấu sao em ở ngoài đời em xấu vậy đó, thấy bon em như luôn vậy đó. Nhưng mà những cái người xấu thường thường đa số dễ xài cô chú, những người xấu nó dễ xài. Còn ốc bánh chớn thì em nhìn thấy nè, này dấu của những anh em cô chú nào xài trước là không có đồ mở mà ta đóng bằng đe nè. Nói chung là chắc ăn là cái máy này sẽ có gã cốt, nhưng mà bên trong thì không biết nó là bao nhiêu em, nhưng mà ngoại hình thì máy nó em nghe chạy cái tiếng nó còn chấp nhận được cô chú. Cái này bơm nước vẫn ok, so với D6 thì vẫn ngon hơn rất nhiều, chắc chắn với cô chú là ngon hơn rất là nhiều. Với cái ưu điểm thứ hai là máy này chạy gió nè, đề bật đạn. Còn thùng dầu thì em thấy cô chú trước sử dụng đã hàng rồi. Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình máy này nha. Máy này em bán cho cô chú tại chỗ á là 3,5 triệu. Còn em bao ship toàn quốc cho cô chú là 3,9 triệu cô chú. Cô chú mua tại chỗ là 3,5 triệu. Rẻ hơn cái D6 mới mình 1 triệu mấy á, cỡ khoảng 1,50 triệu á. Nhưng mà nếu mà D6 đúc vô máy này thì chưa chắc ai hơn ai. Cô chú thấy cô chú thấy nó cùi bắp gì, nếu mình đều mạnh á thì cái máy này nó mạnh hơn D6 nè. Rồi nhờ hai đứa con móc xuống mình lên cái video sát cho cô chú đi. Em cũng xin kết thúc video này tại đây cô chú. Em cảm ơn anh em cũng như cô chú rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn hai cha đẹp nha. Chào cô chú.